Chúng ta vừa bước vào trong, đọc tiếp tục nhé, ở trong thuyết truyền đạo đây. Thà nghe lời của trách của người khôn ngoan còn hơn là câu hát của kẻ ngu muội, vì tiếng cười của kẻ ngu muội giống như tiếng gai nhọn nổ dưới nồi, đó cũng là sự hư không. Lời của trách, câu này thì cho chúng ta thấy, dạy chúng ta điều gì ạ? Đó là mình có ý thức, và ở đây thì sự tự ái nó không có chỗ. Có nghĩa là người khôn ngoan ấy, tại sao lại khôn? Là bớt tự ái bao nhiêu thì khôn bấy nhiêu, không có cái chỗ đó. Con người chúng ta ai cũng có cái chỗ tự ái nhỉ, mà tự ái mà mình biết ấy thì không còn là tự ái nữa, mà là chỗ mình không biết ấy, thì nó mới đánh úp. Đấy. Cái sự tự ái đơn giản đó là trong cái tâm hồn của chúng ta nó có những cái chỗ mà chưa được tiếp cận đúng, chúng ta không biết chính mình, và có nghĩa rằng đó là điểm mù hay góc chết. Con người chúng ta nó cũng có, ai cũng có những điểm mù đấy, ai cũng có những góc chết nào đó. Vì vậy chúng ta cần nhau là sao? Chúa Giêsu sai hai người đi cùng nhau là bởi vì một người không thấy hết được, cho nên ấy là khi thấy khuyết điểm của người kia ấy, là người mà bước đi đức tin ở trong Chúa, là không phải để moi, để móc, để nói ra, để cười, tại vì cái đấy chúng ta tất cả đều phải trả lời trước Chúa, và ngay đời này nó cũng có cái luật của nó rồi. Nhưng mà sao để mà đỡ cho nhau, vợ chồng có phải là như vậy không đấy? Thì và đây ấy, thì là nghe lời của trách của người khôn ngoan còn hơn là câu hát của kẻ ngu muội. Như vậy thì khôn ngoan đây cũng cần học, và nó cần có đúng mực nha. Sự khôn ngoan đúng và hiệu quả đó là của trách đúng. Còn khi mà của trách mà không nhận được ấy, thì cho nên đây cũng là một cái bài thi cho chúng ta. Chúa Ngài để nhiều bài thi lắm. Nếu mà anh chị em đã đọc Kinh Thánh và đã thấy trong đền thờ có thước đo, thước đo, thước đo. Trong Khải Huyền tôi thấy vị thiên sứ lấy thước đo. Ở trong Ê-xê-chiên nói về xây đền thờ có thước đo. Chúa bảo với Môi-se xây đền thờ có thước đo. Tôi bắt đầu suy gẫm cái thước đo này ấy, thì đó là gì? Trong cuộc sống chúng ta, nếu như chúng ta nói mình là đền thờ của Chúa, thì những sự kiện xảy ra trong đời sống nó là thước đo cho mình. Bởi vì mình có những tiêu chuẩn và cái hành động, cái thái độ bên trong của mình, hoặc là mình phản ứng như thế nào thì nó thể hiện cái thước đo. Và thước đo như thế nào thì đền thờ ra như vậy, đền thờ của Chúa ra như vậy. Nên ở đây không phải là lời nói nữa, mà là thái độ. Tôi rất được cảm động khi nghe một tôi tới Chúa, họ nói, người này cầu nguyện lên với Chúa, nói rằng Chúa ơi, tại sao lại như vậy? Tại sao lại có những cái sự mà nó đại ác, có sự truy đổi đạo đức như vậy? Tại sao mà không thấy gì? Chúa bảo ấy, ta để cái điều này nó xảy ra đấy. Đồng tin luyến ái, những sự mà nạo thai, rồi những sự mà vân vân, nó xảy ra. Chúa bảo là ta để cái đó mà để cho xem ấy là hội thánh phản ứng như thế nào. Tin cho mình hay là tin cho Ngài? Đó là thước đo, và Chúa nói là Chúa dùng cái đó làm standard, làm tiêu chuẩn, làm cái thước đo. Mình nghe mà giật mình, không nổi da gà không? Chúng ta nhớ lại một lời của mục sư người Đức mà ông Dietrich Bonhoeffer là tuần đạo trong thời Hitler đấy. Ông nói một câu ấy là im lặng đối với điều ác cũng phạm tội giống như điều ác vậy, mà không có lên tiếng. Ít ra đó là chúng ta cầu nguyện, chúng ta kêu la lên với Chúa. Thà nghe lời của trách của người khôn ngoan, và xin Chúa cho chúng ta chạm được cái điều này. Vợ chồng, bạn bè, và đối với tôi đây là định nghĩa của bản thân. Mà cho nó đúng nghĩa nhé, còn không hay là lạm dụng vào đây. Chúng ta thấy có những cái giáo phái lạm dụng của trách mà cứ nạt thoải mái, cứ thế mà cứ giận thoải mái, không phải đâu. Bởi vì con người chúng ta ấy, nó vốn như thế này, nói nhẹ không nghe, nói nặng mới nghe. Con người chúng ta ấy là vốn ấy là cứ phải vào đồng vắng mới học được. Con người chúng ta ấy là vốn là, bởi vì Chúa là đấng khôn ngoan, Ngài biết tất cả mọi sự. Ngài bảo dân Israel ấy là nếu mà vào ngay thì không được, đưa qua sông Giô-đanh vào nó hỏng hơn, cho nên là phải trải qua 40 năm trong đồng vắng. Chúa Giêsu thì không như vậy. Các môn đệ, Kinh Thánh dạy chúng ta sao? Là không có sự hoạn nạn không được vào nước thiên đàng. Xin Chúa cho chúng con vui mừng tùy theo những ngày mà Chúa đã cho chúng con bị sự hoạn nạn và những năm tháng chúng con đã thấy sự tai họa. Là đây là thước đo đấy, cái câu đấy thước đo, niềm vui đó là Chúa đo đấy nhá. Mình vui nào là Chúa đo cái đó đó. Chúa đo mình, và trong hoạn nạn thế nào là Chúa đo cái đó. Cho nên ấy là đây, và chúng ta là đền thờ ấy, gì có thước đo. Chúng ta nhớ là khi mà những người kính sợ Chúa ngồi lại với nhau thì sao? Chúa có quyển sổ và ghi lại, Chúa có quyển sổ và ghi lại. Và tất cả những cái này nó là đơn giản là Chúa yêu cầu mình đứng ở trong Chúa, mang lấy những khí giới, là mặc lấy những bẩn tính, là những nhân đức của Chúa, và ráng mà đứng cho vững. Có nghĩa là trong mọi hoàn cảnh như thế nào ấy mà mình xin Chúa cho được khéo hơn, được tốt hơn, được hiệu quả hơn, và được giống như nhân đức của Ngài hơn. Đó là một sách truyền giảng rất là, một sự truyền giảng rất là tốt. Đó, những bông trái thánh linh không phải để trang điểm nha, không phải là để cho nó hay nha, cho tốt nha, cho đạo đức nha, không, mà cái đấy là cái mà Chúa sẽ dùng cái đấy làm cái gương hậu để phản chiếu trong chiến trận đấy. Cái giống như những vũ khí ngày xưa, những cái gương hậu chiếu vào mặt trời ấy, mà thời Salomon có ấy, đó là để mà phản chiếu, để mà đánh trận.
Thì đó là tấm gương mà chiếu sáng chân lý của Chúa. Trở lại đây thì thà nghe lời của trách của người khôn ngoan, của người khôn ngoan. Đặc điểm của người khôn ngoan của trách thì sao? Thì Chúa cho chúng ta học được cái điều này. Có nghĩa rằng đó là người khôn ngoan của trách thì biết rất là đúng chỗ. Đừng có ai nói rằng vì tôi khôn ngoan cho nên tôi phải nói cho nó ra lời phải nói này thế kia. Nó không hẳn như vậy đâu. Người khôn ngoan ấy, của trách ấy, và nói nó rất là tuyệt vời. Nó rất là tuyệt vời. Chúng ta xem như Chúa Giê-xu ấy. Như Chúa Giê-xu mà Ngài có của trách không? Ngài có nói không? Ngài có nói nhưng mà nó không hề có lẫn trong xác thịt. Nhưng mà đầy đủ nội dung. Đầy đủ nội dung. Cái lời của trách của người khôn ngoan. Tác giả đây nói là thà là được nghe, thà nghe lời của trách người khôn ngoan, còn hơn là câu hát của kẻ ngu muội. Trong một trường hợp mà đáng lẽ là cần nêu lên ấy, mà lại câu hát của kẻ ngu muội. Với cái chỗ này chúng ta cần có cái điểm trung dung ở đây nhá. Cái tấm lòng ở đây nó là trên hết. Cái bản tính của Chúa, Ngài không bẻ cây sậy, đá gãy không dập tắt ngọn đèn gần tàn, nhưng mà Chúa Ngài khiến cho sự công bình được thẳng. Vì tiếng cười của kẻ ngu muội thì giống như tiếng gai nhọn nổ dưới nồi, có nghĩa là khi thấy cái điều mà cần điều chỉnh ấy, mà mình để yên đấy như vậy, rồi cuối cùng ấy là coi như xẹp, cái bong bóng nó xẹp luôn, chứ không có cái thái độ tích cực nào đó. Và đây cái hướng của sự ngu muội và định nghĩa ngu muội trong sách Truyền Đạo, trong sách Châm Ngôn đó là gì? Đó là không biết Đức Chúa Trời. Có những sự khôn ngoan được tìm thấy trong nghịch cảnh và đau khổ hơn là trong sự thoải mái và dễ chịu. Tiếng cười của người ngu muội ấy chẳng qua là âm thanh nó nhất thời và nó giống như là cái pháo nó vụt tắt là thôi. Gai là loại cháy nhanh, dễ dập tắt. Ngày xưa là cháy bắt lửa nhanh và dễ dập tắt, và lúc nổ nó kêu lốp bốp, nó kêu lộp bộp, nó tạo ra tiếng ồn lớn và có một ngọn lửa lớn và bị dập tắt trong chốc lát, phù lên một cái nó phục phùng. Nên ấy là những có những niềm vui trong cuộc sống của chúng ta ấy, nó có những niềm vui đó, có loại vui ồn nào và hào nhoáng nhất thời. Chúa Giê-xu nói ấy là khốn cho các ngươi là kẻ đang vui, là nó ở trong cái ý nghĩa đó, trong cái ý nghĩa này. Và cái sự niềm vui, tiếng cười nó cũng cần được sạch. Xin Chúa cho thấy và nó cần được sạch. Đó, nó liên hệ đến tất cả con người chúng ta. Tiếng cười họ cũng vừa vặn. Nó của những người đó thì nó cũng giống như là cái gai vậy, bóp nghẹt những cái động cơ tốt, làm trầy sức lương tâm, chứa chấp sâu bọ làm nền và dục vọng làm hành lý. Chúng ta nghe thấy cái tiếng cười khe khe đấy, dục vọng làm hành lý. Đây là ông Trap cũng nói. Phải sự thách sách thủ làm tiền tài làm cho kẻ khôn ra ngu, và của hối lộ khiến cho hư hại lòng. Cái câu này thì ở trong tiếng Anh nó khác, nhưng bây giờ tôi để xem trong cái tiếng Đức cái ý nghĩa nó có khác hơn không nha. Để xem trong tiếng Đức. Tiếng Anh thì nó ý nghĩa rằng đó là cái sức ép là làm cho người khôn. Depression mark den weisen toll. Depression là oppression, là sự áp lực. Cái này nó không phải là cái này nó là áp lực. Nó có dạng giống như chấn lột vậy đó, áp lực, áp bức, sức ép thì làm cho người khôn ngoan trở thành ra ngu dại. Cái áp lực nó cũng có nghĩa là giận dữ nữa, nó cũng có nghĩa là giận dữ. Những cái áp lực, những cái sức ép, những cái đàn áp đấy, nó không phải là chỉ là sách chủ thách thủ tiền tài, mà nó cũng có nghĩa là chấn lột, nó cũng có nghĩa là tước quyền, ép ấy. Đấy, đàn áp thì nó làm cho người khôn ngoan trở thành ngu dại, và cái của hối lộ thì làm cho hư hại lòng. Nếu mà chúng ta xem cái câu này như vậy ấy, thì sự áp bức này, sức ép này có nghĩa là trong cuộc sống ấy, cái khó bó cái khôn đúng không? Cái sức ép ấy có khi mà nó tạo ra cho con người, hay là cái chữ mà con run xoắn mãi cũng phải oằn. Những cái mà nó ép rồi là làm sao mà chịu được những cái áp lực ấy như vậy. Nhịn mãi không được, nhịn mãi thì làm cho người khôn ngoan ra ngu. Phải cái sự mà áp lực này ấy, làm cho người khôn ngoan trở nên giận dữ. Nghĩa trong cái bản tiếng Anh đó là người khôn ngoan trở nên giận dữ, trở nên điên đấy, giận điên lên đấy. Có lẽ là làm cho chúng ta tức giận, qua đó chúng ta giải thích được vì sao cuộc sống nó tức giận, nó mình lại bực dọc vì có những sức ép. Nó sức ép nhiều cái, nó ép mỗi chỗ một chút, nó dồn nén như bóng bóng ấy, bóp lại nó cuối cùng nó dồn về một chỗ. Chúng ta nhớ lại cái lời mà sư đồ Phaolô dạy đó là: vậy thì anh em giận đừng có để cho mặt trời lặn qua. Mặt trời lặn qua có nghĩa là đừng có để cho mặt trời nó lặn qua cơn giận của mình, đừng có giận qua đêm, đừng để cho mặt trời lặn qua cơn giận của mình. Có nghĩa rằng ấy là ở dưới mặt trời thì đừng có giận, ở dưới mặt trời thì đừng có giận. Có những lúc giận không, có những lúc bực dọc, có những lúc tức giận, nhưng mà đừng có để suốt cả cái thời gian ở dưới mặt trời.
Đây là tôi muốn dùng cái chữ này để liên hệ khi mình đang học trong truyền đạo, là Solomon nói là những sự ở dưới mặt trời. Sự ở dưới mặt trời nó có giận dữ không? Có. Nó có những lúc bực dọc không? Có. Nó có những lúc nếu mà chúng ta bea bay tèn, chúng ta giải quyết như thế nào? Như cái này. Ở đây là một trong những cái bắt bệnh ấy của Solomon cho chúng ta, đó là những sức ép nó tạo ra. Vì vậy cho nên người thân nhất đối với nhau, chúng ta có thể nói những lúc này là nên để ý dùng cho, đây là đèn đỏ rồi. Mà đèn đỏ thì đừng có qua đường là bị xe tông chết ấy. Thì tông mệt lắm ấy. Đó có nghĩa là lúc cãi nhau ấy, lúc mà có khi không cần nói, có khi cái lời, cái mắt nhìn thôi là đã làm cho mất mấy tiếng, mất ngủ rồi, vân vân. Đấy là gì? Đó là nó dồn nén, và cái đấy nó cái đấy kẻ thù ấy, nó dùng cái đấy, nó giống như là một cái, nó truyền nhiệt nha, cái này nó truyền. Chúng ta lưu ý những cái này ấy, sự áp lực này nó làm cho một người khôn ngoan trở nên giận dữ. Môi-se có bị như vậy không? Môi-se bị. Dạ, những người áp lực có bị không? Vì vậy cho nên ấy, bài học đó là gì? Bài học đó là chúng ta học cái cách nào để mà nó đừng có thiệt hại. Tại vì thiệt hại trước hết đó là cái nó mang thiệt hại đến cho mình. Trong châm ngôn tôi nhớ có một câu ấy, đó là những cái sự xung đột ấy, nó gây ra thiệt hại. Nó gây ra thiệt hại nhiều cái cho tâm hồn và cho xung quanh nữa. Và một món quà ở đây thì tiếng Việt là hối lộ, thì nói nó toạc ra, nhưng mà cái nguyên nghĩa câu này đó là món quà làm cho hư hại lòng. Cho nên khi mà những cái quà đấy là cũng cần biết, nhận biết nó như thế nào để cho nó phù hợp. Đừng có để cho cái sự nóng giận đó. Cái câu này là câu nói về sự nóng giận nhé. Chúng ta thấy trong châm ngôn nói nhiều về điều này. Ai cai trị được lòng mình thắng hơn kẻ chiếm thành. Thắng hơn kẻ chiếm thành. Ai gọi là kiềm chế, ai cai trị được lòng mình thì thắng hơn cái người đó. Người truyền đạo ấy là cảnh báo chúng ta giữ cái mức độ, gọi là đừng có, ở đây cái câu trong tiếng Anh họ, bản King James họ dùng chữ mad, madness tức là điên đấy, giận mà đến điên luôn ấy thì là mệt lắm, giận mà còn kìm được ấy thì là mình còn tự chủ, còn giận mà khi mà mình không có bắt đầu mà sù bọt mép ấy, hay xin lỗi dùng cái chữ đấy nó quá đúng không ạ, nhưng mà đấy điên ấy thì là nó sẽ là như vậy. Thì Chúa giúp cho chúng ta, những khi mà mình ở trong hoàn cảnh đấy mà thì tôi có thể nói được chính mình là sao, bởi ân điển của Chúa thương xót. Đó là cái linh và đó là cái sự cai trị ở trong bầu không trung khi mình còn sống dưới mặt trời. Nó có cái đó. Ok. Và chúng ta đừng có nên nóng nảy và dẫn đến tức giận, và mình cần có những cái biện pháp và những cái hướng tới. Và cái này tập nhiều thì nó cũng sẽ thành quen, và mình hướng cái lòng về đó. Và làm sao để hướng cái lòng về thì dần dần ấy, thì Chúa sẽ cho mình ấy, được cái sự mà gần ở nơi Chúa hơn, để tập mà giữ được cái giống như Chúa, đó là giận mà giống như Ngài. Có nghĩa là sao? Chúa chậm giận nha. Nó không phải là bỏ cơn giận hoàn toàn, nhưng mà chậm giận có nghĩa rằng ấy, đó là chậm có nghĩa là cảm xúc nó tách ra, cảm xúc nó không có miết mã khèn, nó không được phép miết mã khèn nữa. Bởi vì sao? Bởi vì cảm xúc mình không có giúp cho nó nữa, bởi vì cảm xúc nó đã nằm trên thập tự giá hết rồi. Cảm xúc là con người của chúng ta đã cùng đóng đinh với Đấng Christ trên thập tự giá rồi, cho nên là chúng ta có thể chậm được. Có thể chậm có nghĩa là sao? Để chúng ta chờ Chúa đấy. Chúa bảo như thế nào thì chúng ta làm như vậy, thì nó là chậm. Chúng ta nhớ, đó là chúng ta thấy Chúa nhân từ với mình không? Đó là Chúa chậm. Chúa chậm dần. Mình không đáng, mình không xứng đáng được những cái sự mà Ngài ban cho, mình không xứng đáng được những cái điều này, mình không xứng đáng được thiên đàng. Có lẽ mình cũng cần nên nhắc lại cái điều đấy nữa. Mình đáng, cái sự mà mình xứng đáng đó là gì? Đấy, có lẽ là chúng ta cần nhắc lại để biết được cái thân phận của mình ấy. Thật ra ấy, đó là điều mà mình đáng ấy, đó là đáng hỏa ngục. Con người chúng ta, tất cả chúng ta, mọi người đều phạm tội. Và chúng ta có làm kiểu gì đấy chứ nó cũng không có xứng đáng với Chúa. Thì khi mà chúng ta nhắc như vậy thì cái lòng của tâm hồn của mình, thì ra vậy ha, thế mình quên ha. Mình cứ tưởng là ở thiên đàng rồi mà cứ nơi giận hoài, giận hoảng luôn ấy. Đấy, thì con người chúng ta nó có, khi mà cái tâm hồn của chúng ta ấy, nhắc cho chính mình để mà xem Chúa làm gì, chúng ta thấy những cái mà như của Chúa, học như Chúa Giêsu được là tốt lắm rồi. Dễ dàng khiến một người mất kiên nhẫn và sau đó trở nên tức giận. Sự điên tiết ấy thì nó nằm trong lòng của sự ngu dại. Trong Thi Thiên ấy thì nói là đó là sự ngu dại ở trong lòng của con. Nó có trong những sự ngu dại, trong những sự không hiểu biết, trong những sự tăm tối. Và đó là lý do mà chúng ta cầu nguyện, nói rằng xin Chúa Ngài soi sáng con mắt của lòng anh em, chứ không phải cái đầu nha. Xin Chúa Ngài soi sáng con mắt của lòng anh em, của trái tim anh em. Để làm sao? Để chúng ta thấy những cái điểm mù mà người khác nói rồi chúng ta vẫn chưa thủng. Và để những cái điểm mù này ấy, là nhờ Chúa nâng đỡ cho, nhờ Chúa thương xót. Bởi vì Chúa mà nói là từ bên trong đi ra đấy, thì sao chúng ta sẽ nhận được. Và nếu mà như chúng ta cầu nguyện ấy,
thì chúng ta thường hay tức người khác, chúng ta xin Chúa thay đổi người đó. Thay vì chúng ta trong tình yêu thương, chúng ta nhớ rằng chúng ta không thể hơn được những người phạm tội nhất ở trong thế gian này. Chúng ta cũng giống như họ thôi, đều đáng hỏa ngục hết. Thế nên tại sao chúng ta không bước trong tình yêu mà nói rằng Chúa xin Ngài soi sáng cho con và cầu nguyện cho những người mà chúng ta đã nói những lời cầu nguyện xác thịt ấy, đó là xin Chúa Ngài ban sự soi sáng và làm ơn cho và cho mỗi người chúng ta. Chúng ta cầu nguyện giống như Phao-lô, đó là để soi sáng để chúng ta cùng nhau bước đi. Và nên nhớ vì Chúa Ngài thương xót như vậy ấy, cho nên ấy là truyền đạo đưa lại một cái là 2 hơn 1, đúng không? Sợi dây ba tao lấy làm khó đứt, đúng không? Nhưng mà làm sao để kết lại ấy, và kẻ thù nó muốn làm từ trong ra, nó cũng muốn bắt chước Chúa. Bây giờ ấy, tôi muốn nói thách thức ấy, đó là ai sẽ mạnh hơn. Chúng ta nhìn thấy nhan nhản những cái gia đình mà ngày nay ấy, đó là chúng ta thấy cái tỷ lệ gia đình nó bị đánh phá rất là nhiều về cái không khí chung, về những mối quan hệ. Chúng nói rằng ấy, về sau ngày cuối cùng ấy, đó là bởi tình yêu nguội dần ấy, bởi tội lỗi gia tăng mà tình yêu người ta nguội dần. Ai đó, tất nhiên là tất cả chúng ta đều nói là mình đều đúng, mình tình yêu vẫn rất ok, nhưng mà trong cái không khí chung như thế này ấy, thì một que diêm không thể sưởi ấm được mùa đông đấy. Thì cái không khí chung như vậy nhá, nên đây là tôi không hề nói đụng đến ai, ok? Chúa giúp cho mỗi chúng ta để chúng ta nhìn cái không khí chung mà chúng ta đang sống ở trong cái không khí chung, và mình có thấy được rằng mình cần nên nói với Chúa rằng ấy, đó là Chúa xin giúp đỡ, xin soi sáng. Chúng con thật sự là cần Ngài. Và thật sự xin lời Chúa nói rằng ấy, dân ngồi nơi chỗ tối tăm đã thấy ánh sáng lớn, và ánh sáng đó đã mọc lên trên những kẻ ngồi ở nơi bóng của sự chết. Nơi bóng sự chết đó là lời tiên tri về Chúa Giê-xu ấy. Chúng ta được nghe danh về Chúa Giêsu, được nghe tên về Chúa Giêsu rồi. Xin Chúa cho ánh sáng đó chiếu lên trong chúng ta và lòng của chúng ta được mở ra, và không phải chỉ cảm xúc thôi. Cảm ơn Chúa, xin cho chúng con nghe những lời này và biến nó thành hành động. Cho chúng con được bày tỏ ra về nhân đức của Ngài. Nhân đức của Ngài nó, và cho chúng con học được, chúng con được giống như cây trồng gần dòng nước, mà dòng nước đây là dòng nước từ ngôi chim con và ngôi Đức Chúa Trời. Anh chị em thử hình dung xem, cái cây ấy mỗi ngày nó ở bên dòng nước, nó nghe cái dòng nước róc rách, mà thật ra róc rách không phải chuyện bình thường đó. Tại sao chúng ta nghe lại hay như vậy? Bởi vì dòng nước đó nó kể những câu chuyện từ nơi nó đến, từ nơi nguồn nó đến. Tôi có thể nói một cách hình tượng như vậy. Nên ấy, cuộc sống nó có những cái nó đa dạng lắm, và nhân đức của Chúa, và xin cho Chúa cho nó được thấm và cho con được xứng đáng được làm con cái của Ngài thôi. Không, con không mong gì nhiều, được làm con cái của Ngài, được làm phản chiếu ánh sáng của Ngài, được rao truyền nhân đức. Và chứ chưa nói gì đến nhé, đó là nói đến to tác. Thưa anh chị em, một điều nhỏ nhất mà chúng ta nhận biết được ấy, đó là thành công rồi. Đó cũng là mà mỗi ngày ấy, ai là kẻ khinh thường về chuyện của những ngày nhỏ mọn, Yeah, hallelujah. Cảm ơn Chúa. Nên ở đây ấy, đó là như vậy thì sao? Càng ngày đọc truyền đạo chúng ta càng thấy được rằng là mỗi ngày đều là xấu, đúng không? Dạ, Chúa Giêsu nói và Phao-lô cũng nói hãy tận dụng thời gian, mỗi ngày là xấu. Đó là trong sách truyền đạo này nói mỗi ngày là xấu, mỗi ngày đem đến sự giận. Mỗi ngày ấy mà có thưởng thụ, có thưởng ngoạn, có thưởng thức nhiều như Salomon ấy, mà thấy mà nếu thiếu sự tương giao đối với Chúa, mà rõ ràng là Salomon không có cái sự tương giao với Chúa giống như là với David cha của mình. Ông cụ được Chúa ban cho sự khôn ngoan, xin thì Chúa ban cho lòng khôn ngoan, nhưng đó không phải nói lên là một sự tương giao đối với Chúa. Cái đó nói lên để nhắc cho mỗi chúng ta để mình kính sợ Chúa. Nên và nói rằng đó là mỗi ngày đều là xấu. Mỗi ngày đều là xấu hết. Đây là kết luận này. Cho nên là trong cái ngày đó, nó cái nguy cơ, nó dễ giận, nó dễ thế này thế kia, nó xảy ra và nó đều là sự hư không. Như vậy thì ở đây làm cho người khôn ra ngu và làm cho hư hại tấm lòng. Sự mà sức ép ấy, cái sự mà áp lực ấy thì làm cho người sự sách thủ tiền tài cuối cùng của một việc hơn sự khởi đầu nó, lòng kiên nhẫn hơn lòng kiêu ngạo. Và đây là những cái sự nhắc nhở cho chúng ta. Chúng ta nhờ những cái này mà chúng ta được học về bản tính của Đức Chúa Trời nha. Chúng ta được học về bản tính của Đức Chúa Trời. Những cái câu này thì tôi nhận thấy rằng nhờ Chúa mà chúng ta mới có thể học được câu này. Cuối cùng một việc hơn sự bắt đầu. Mình có thể đến thưa với Chúa rằng Chúa ơi, con đi một mình con sẽ không đến bến cuối được. Xin Ngài đi cùng con. Xin Chúa Ngài giúp cho con. Bởi vì bến cuối này ngày mai mà ai có biết được. Ai biết được ngày mai như thế nào. Thay vì chúng ta nói theo thói quen ấy. Giống như Führer ấy. Ngày tù con tù, ngày chết con chết. Con sẽ đi cùng với thầy, Chúa bảo chối Chúa luôn. Đó là Chúa thương ấy nhá. Đó là Chúa thương ấy thì chối Chúa luôn. Chúa thương ấy. Chúa thương xót lại để cho cái việc xảy ra ấy, như vậy để làm sao? Để mà sau đó Führer vực dậy ngay. Còn hơn là ngã dài dài, sau đó đứng dậy là mệt lắm. Đấy, đó là sự thương xót của Chúa. Nên một trong những cái điều mà chúng ta nhìn thấy cái sự phán xét của Đức Chúa Trời ấy, nó thể hiện trong sự thương xót của Chúa.
Nếu như mà không có câu chuyện thuyền Noe ấy, thì chúng ta không có mặt chúng ta ngày hôm nay. Có nghĩa là sao? Nếu như không có Noe ấy, thì tất cả là đều ở dưới biển rồi. Tất cả là đều chết rồi. Không còn ai nữa. Không có. Tại vì sau Adam thì mọi người đều chết hết. Mà chỉ còn có Noe thôi. Nên tôi muốn nói là cái sự phán xét của Đức Chúa Trời nói lên cái sự thương xót. Nói lên cái khía cạnh sự thương và chúng ta là con cái Chúa cần nhìn cái điều này để làm sao và nhắc nhở nhau để đừng có nhìn theo chúng như thấy rằng Chúa phán xét, nói Chúa nhân từ, đó là cái lời dự chuyện ấy. Tại sao lại Chúa nhân từ mà là ngày lại thế này thế kia? Chúng ta nói đã Chúa nhân từ, Chúa thương xót. Đối với chúng ta cần hiểu nó như vậy và không cần giải thích, không cần phải cố hiểu đấy, không cần phải cố hiểu nó là như vậy. Nhờ ơn Chúa, xin Chúa cho chúng ta đi được cái bến cuối, đi được trạm cuối. Và hãy bắt đầu đi, người nhỏ, người lớn, người già, người trẻ, nam hay là nữ. Xin Chúa cho chúng ta đến trên con đường này. Có người bắt đầu, có người đã đi đã lâu. Xin Chúa cho chúng ta cùng nhịp nhàng và bước đi với nhau. Và để làm sao được đến được cái trạm cuối, cuối cùng của một việc hơn sự khởi đầu đó. Và điều này là chúng ta sao? Chúng ta sẽ học thêm hơn lòng kiên nhẫn. Lòng kiên nhẫn hơn sự kiêu ngạo. Đây là học về sự kiên nhẫn đấy. Và bỏ bớt sự kiêu ngạo. Chúng ta càng học kiên nhẫn, càng học nhu mì, càng học khiêm nhường thì chúng ta càng bỏ bớt cái sự kiêu ngạo. Nếu chúng ta nói ngay đó là mình không kiêu ngạo, mình không phạm tội, mình không ấy, thì những cái đó là những cái câu đó chúng ta nên tránh. Một người khôn ngoan họ sẽ không nói câu đó. Khi mà đi xử tử tội về, tất cả mọi người đều nói rằng ấy, cái tên tướng cướp này là đáng đời, rất là xấu xa, rất là gian ác, rất là đáng. Thế họ mới hỏi một người im lặng mà không nói gì và người này được nổi tiếng giống như là thánh sống vậy. Đấy là họ gọi như vậy đấy, giống như là một người thánh đồ ấy. Thì tại sao ông không nói gì về chuyện này, góp chuyện vào. Ông nói một câu là tôi không thấy những điều gì người kia phạm mà tôi không có. Vậy thì cái sách truyền đạo này nó giúp cho chúng ta nhắc lại. Như vậy thì sao? Khi mà lòng của chúng ta ấy, mà nó có những sự xốn sang, nó có những cái điều khi mà đến cầu nguyện với Chúa thì chúng ta nội cái sự mà chúng ta nhắc lên những lời cầu nguyện, những cái lời nói với Chúa thì nó giúp cho cái tâm hồn của chúng ta được an nghỉ, xả giãn ở trong Ngài, xả giãn ở trong Chúa. Và như vậy chúng ta không cần phải tập để cho không giận, không cần phải luyện giống như truyền cảm hứng, mà ở trong Chúa đấy thì chúng ta có một cái bài học khác. Chúng ta có một cái bài học mà chính nơi Chúa dạy nữa cơ. Chính nơi Chúa dạy và chúng ta hãy đến vào nơi cái sự đó. Chớ vội giận vì sự giận ở trong lòng người ngu dại, chớ vội giận. Ở đây thì không ai mà có thể dám giơ tay nói rằng mình chưa bao giờ giận, đúng không ạ? Không ai có thể nói được như vậy. Nhưng mà chậm giận ấy thì là có ai nhiều hay là ít mà thôi. Và chúng ta đi cùng với nhau ấy, Chúa Giê-xu mà sai đi từng đôi ấy, là các môn đệ đấy. Và Chúa không đặt cho mỗi người thánh đồ ở riêng. Giống như hổ thì sống riêng nhé. Hổ thì cứ một mình một rừng, nhưng mà sư tử thì sống theo bầy. Đấy, cái đặc điểm là như vậy. Rồi sống theo bầy và sống theo đàn. Chiên nó sống một mình không được là bởi vì sao? Bởi vì cần có sự cọ sát. Bởi vì không thể chậm giận nếu như mà sống một mình. Một mình đâu giận với ai làm cái gì? Đấy. Vì sự giận ở trong lòng kẻ ngu muội. Vậy thì chúng ta học được điều gì? Học được cái điều ấy, đó là chúng ta trở nên giống Chúa, học cái nhân đức từ nơi Ngài, học cái nhân đức từ nơi Chúa. Và cái đó là cái bông trái, cái đó là cái mà chúng ta sẽ nhìn thấy từ nơi chính mình. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Và lẽ thật. Khi mà những cái điều này ấy đến ấy, và khi chúng ta cầu nguyện và dâng trình lên với Chúa, Alleluia, và chúng ta thấy được bình an và được an nghỉ. Anh chị em bây giờ khi kết thúc nha, tôi muốn kết thúc ở đây và suy gẫm vào một hình ảnh này để cho chúng ta thấy được sự an nghỉ. Thấy được sự an nghỉ ở đây là sao? Cây trồng gần dòng nước, mà chúng ta thấy nghĩ đến hình ảnh của nước đi. Nước Chúa tạo dựng nên nó cũng học được nhiều lắm. Nước cũng học được nhiều lắm. Nước mình lấy dao đánh vào nước ấy, nước cũng chịu. Lấy cái gì đánh vào nước cũng chịu. Nhưng mà nước mà nấu sôi lên ấy, người ta làm có thể làm locomotive, làm cho tàu chạy. Mà nước mà cho ra cái vòi để mà xịt và áp suất cực kỳ cao ấy, chúng ta thấy cái máy bắn xi măng chưa, cái máy cắt xi măng chưa, máy cắt tường chưa, thậm chí máy cắt sắt ấy, nó cắt bằng nước, và cắt bằng nước ấy, những cái tia nước mà nó bắn phun cực mạnh luôn, và nó cắt được sắt, nó cắt được tường, có thấy được cái đó chưa? Và đó là nước đấy. Mà nước thì chúng ta rửa tay ha, và bây giờ đi ra đi vào, đi về nhà và là phải cần nước. Mà mỗi lần nó rửa nước này tôi thì thầm tạ ơn Chúa, ôi Chúa ơi sao mà hay thế, nước sao mà hay thế, Ngài tạo dựng nên hay thế. Và nước ngày xưa như thế nào và bây giờ cũng giống như vậy, đó là nước. Và cây trồng gần dòng nước, chúng ta là cây của Đức Chúa Trời, là mà Chúa Ngài trồng gần nơi dòng nước của Ngài, đó là trong sự thờ phượng Ngài 24/24, đó là trong gần dòng nước đó để nghe chuyện kể của dòng nước, của lời Chúa khi chúng ta đọc và được Thánh Linh Ngài nói cho chúng ta để dòng nước. Có nghĩa là sao? Chúa Giêsu Ngài không bẻ cái sậy đã gãy, không dập tắt ngọn đèn gần tàn. Và đó là sự kêu gọi của Ngài. Và chúng ta hãy nói với Chúa, con tiếp nhận lời mời của Ngài. Xin giúp cho con. Tôi nhớ là có một vài lần, nhưng mà sau này thì tôi cũng chừa. Đó là cái nồi áp suất ấy.
nó có cái nút, và khi mà cái nút đấy người ta nói là cần phải bấm vào thì để nó xì hơi. Có một số lần ấy, bấm vào một cái nó xì cái hơi nóng lên rồi thôi, cái cảm giác đấy không thể tả được, là nó bỏng rồi thôi rồi, và nhảy bật lên luôn ấy. Nhảy bật lên luôn, và lần sau thì chưa, không dám bật theo cái kiểu đấy nữa. Thế này tôi muốn nói lên cái điều gì? Cái sự giận ở trong lòng của chúng ta ấy, nó không phải là cháy nhà mà nó là núi lửa. Mà nó là núi lửa đấy, nó đến cái mức núi lửa ấy, thì người khác đụng vào không được nha. Tôi đã từng nói với một mục sư người Đức là nghe đó, là khi con người bị núi lửa không có ai dập được, ông bảo kinh nghiệm cho thấy núi lửa không có ai dập được, nhưng mà con người có thể dập nhà cháy, thậm chí thắp đôi họ còn tìm cách dập, nhưng mà núi lửa thì không được. Đấy, thì con người của lòng của chúng ta mà nếu mà đến cái mức độ như vậy ấy, cái này nó trước hết là nó chỉ hại cho mình thôi. Mà sau đấy tôi nghe kể một số trường hợp lại rất là mệt. Thì tại sao nó lại như vậy? Nó có được gì đâu. Và cái này đâu có là làm cho người ta sợ vì giận ấy. Mà người mình tưởng là trong châm ngôn có một số chỗ người ngu dại thì dạy người ta bằng cơn giận, đó là để cho làm cho nó oai, để người ta khiếp ấy. Đó là giữ đời này, giữ trời này không? Nước không cần như vậy, nước vẫn là nước. Nếu chúng ta là con cái của Ngài, nó có một cách khác, nó có một cách khác. Hallelujah, nó chiếu sáng trong thế gian. Như vậy thì chúng ta hỏi là chúng ta có chừng nào có khát và có thắc mắc và có thấy, và tôi cầu nguyện và xin Chúa cho chúng ta nghe, và Chúa mở cho tất cả chúng ta trên dân sự của Ngài, cho chúng ta được nhận thấy cái điều này, chúng ta có thể đến cầu nguyện với Chúa. Cầu nguyện với Chúa. Chúa Giêsu nói rằng ta là ánh sáng của thế gian, và lời Chúa nói nếu ai theo ta không phải trong nơi tối tăm. Hỡi những người mệt mỏi nặng gánh như tôi đến cùng ta cho các con được an nghỉ. Ta có lòng nhu mì và khiêm nhường, nó như là nước vậy đó, nhu mì và khiêm nhường. Chúa bảo phạm đến con người cũng được tha, phạm đến Đức Thánh Linh ấy, là đấng mà ở cùng ấy, thì không được á, không được đâu. Nhưng mà phạm đến con người không được cả. Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta và cho chúng ta học được cái điều này, và cho lòng của chúng ta tại chỗ này nó được đóng ấn thật tự giá vào đây ấy. Nếu như Chúa Giêsu nói với Phi-e-rơ rằng ấy, các cửa âm phủ không thắng được hồi đó, cửa đó nằm ở đâu? Cửa âm phủ, tôi hỏi anh chị em, nó nằm ở đâu? Có phải giống như mấy người đi lên núi này núi kia để mà cầu nguyện rồi trục xuất quyền lực không? Có phải cửa âm phủ ở chỗ đấy không? Có phải đến miền này miền kia cầu nguyện đó không? À, có phải không? Và nó đụng đến con người chúng ta, nó qua cái ngõ nào? Mà tại sao ngay sau đó thì Chúa lại mắng Phi-e-rơ luôn? Tại sao ngay sau đó Chúa lại mắng Phi-e-rơ? Các cửa âm phủ không thắng được hồi đó. Cái đó là một số cái nó nhắc nhở cho chúng ta thôi. Và nhắc nhở cho chúng ta. Và xin Chúa như vậy thì gì? Chúa Ngài soi sáng cho chúng con và giúp đỡ cho chúng con. Cho chúng con được học tốt hơn, được học tốt hơn từ nơi Ngài. Thưa anh chị em, hay tập trong sự mà giống như David ấy, có những lúc mà ông ấy tiếng kêu lên với trong linh hồn của mình, kêu lên với Chúa đấy. Ở linh hồn ta, vì cớ sao sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Vì cớ sao lại như vậy? Và hãy ca ngợi Đức Chúa Trời mà ta sẽ còn ngợi khen Ngài nữa. Chúa Ngài ban ơn cho mỗi anh chị em chúng ta. Chúng ta hãy cứu mình, các ngươi hãy cứu mình thoát khỏi dòng dõi gian tà này. Chúa Giêsu Ngài nói, các ngươi hãy cứu mình thoát khỏi dòng dõi gian tà này. Có nghĩa là cứu mình có nghĩa là làm sao mà khẩn trương nha. Làm sao khẩn trương, bởi vì nó lên như là trùng bao ăn lan. Nó bị lây, người ta sống trong thế gian này. Nó là như vậy. Phải tóm lại đây đó gì? Đấy thì là đó là cái Chúa chỉ cho chúng ta thấy. Và đầu tiên ấy, đó là sức ép nó làm cho giận. Bây giờ ấy là học tiếp theo, đó là đừng có vội giận, để cho chúng ta học cái sự chậm giận. Và mỗi người nhắc nhở anh chị em của chúng ta, và như vậy chúng ta cũng thông cảm lẫn nhau. Mình đã như vậy, và khi người khác bị giống như là những môn đệ đi cùng với nhau đấy, anh em ấy hãy che đậy, lấy tình yêu thương mà che đậy vô số tội lỗi. Nhưng mình không có thỏa hiệp nhá, mình không thỏa hiệp, nhưng mà mình che. Chúa Giêsu Ngài là như vậy. Mừng Chúa và Chúa giúp đỡ cho mỗi chúng ta.